Tiếp nối chương trình là một câu chuyện Việt. Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bài phím luận của tựa đề Nhà giáo của tác giả Thái Hạo đang trên trang Facebook cá nhân ngày 20 tháng 11. Mời quý vị cùng theo dõi. Nhà giáo Xã tôi có ba người làm nghề dạy học khá đặc biệt. Tôi viết là làm nghề dạy học bởi vì các vị ấy đều là tay ngang. Học đại học dở gian rồi về đi hàng sáo làm thợ mộc, ấp trứng, vịt, trứng gà. Mà cũng không phải là học sư phạm luôn. Vấn đề là thời thời tôi đi học thì có những học sinh giỏi nhất đều từ các lò của mấy ông thầy này mà ra. Thời đó mà vô được chuyên làm sơn thì không phải dạng vừa. Cả huyện lệ như huyện tôi không biết có nổi vài đứa mỗi năm không. Thế mà riêng, một ông chú kia đó có mấy năm liên tục đều có học sinh đổ vào ngôi trường danh giá nhất thời đó. Dường như bọn học sinh ấy đi học ở trường là phụ mà học thêm tại nhà các ông chú kia mới là chính. Các ông ấy vẫn làm công việc chân tay thổ mộc hàng ngày và chỉ dạy học theo kiểu tranh thủ. Đặc biệt là cứ dùng bọn lớn dạy bọn nhỏ. Chúng nó tự dạy nhau, đứa lớn thì thấy mình cần phải có trách nhiệm và tự hào nữa. Thế là chúng vừa làm thầy vừa làm trò cùng dắt nhau tiến lên. Các lớp học cũng vì thế mà rất nề nếp, huynh đệ thứ lớp rất tự tế. Các giải học sinh giỏi, đặc biệt là khối A, gần như đều bị học sinh của các ông chú ấy ẩm hết. Đến nỗi các nhà trường lân cận đều phải gian tị và khó chịu ra mặt. Tôi nghĩ rất nhiều về câu chuyện giáo dục của Việt Nam từ những ông chú này. Thế nào là dạy học, là giáo dục, là nhà giáo? Có phải cứ dạy cho học sinh được điểm cao, thi đỗ thì có một nền giáo dục lý tưởng? Nếu thế thì chẳng có mấy thầy cô ở trường có thể đọ được với các ông chú kia. Trong tình cảnh ấy, nếu đi ra đường mà giáp mặt thì e hầu hết giáo viên phải cúi mặt hoặc giả vờ ngó lơ cho đỡ ngại vì đã thua quá đậm. Một điều rất lạ nữa là bên cạnh việc thu hạng về thành tích thì có vẻ như chuyện nề nếp lớp học, chuyện cư xử với nhau một cách có tôn ti và tinh thần đoàn kết, e rằng trường học chính quy xung quanh cũng không theo được. Rốt cuộc là tại sao? Chúng ta cải cách thay sách tập huấn truyền miên suốt mấy chục năm qua, rồi bây giờ lại còn đổi mới căn bản toàn diện nữa, nhưng mọi thứ cứ rối tung rối mụ. Thầy cô thì lúng túng, mọi mệt đã đành mà dạy để lấy thành tích thôi cũng không xong trong khi mấy ông chú kia chẳng hề học sư phạm, không đào tạo được chính quy, chỉ tiện tay mà làm thì lại tạo ra cả một sự khác biệt lớn, nếu không nói là đẳng cấp cao hơn hẳn. Tất nhiên là tôi không hẳn đang lấy họ những ông chú ấy làm tiêu chuẩn, dù rất là đáng để vị nể. Tôi chỉ muốn nói rõ sự lúng túng rối rắm và bết tắc của hệ thống giáo dục quốc dân, những người thầy mà tôi kính trọng nhất mực và có ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất như là đã sinh ra tôi một lần nữa. Họ không dạy cho tôi nhiều kiến thức, cũng không mang tới cho tôi những thành tích gì đáng kể cả, nhưng họ mãi là một cái gì mà tôi phải nỗ lực không ngừng để sống cho xứng đáng. Đó là tài năng và nhân cách của người thầy. Tiếc rằng không có quá nhiều người thầy như thế, với tôi nhà giáo đó không phải chỉ là một người thầy dạy giỏi, mà phải là một mẫu hình của xã hội tương lai, cái xã hội mà chúng ta muốn thấy, muốn có và muốn được sống trong nó. Nếu thế, nhà giáo phải đồng thời là một người dám hy sinh và chịu thiệt thòi, vì phải luôn giáp mặt với hiểm nguy nhất là trong các xã hội toan trị ngột ngạt bất công ở ta một đội ngũ nhà giáo như thế vẫn còn là kỳ vọng thậm chí có thể là ảo vọng